Bước đột phá của quốc phòng nước nhà với tên lửa đạn đạo TB02 Made in Việt Nam hoàn toàn mới. Thành quả đáng kinh ngạc khiến nhiều nước thèm muốn. Trang tin quân sự tiếng Nga vừa có bài bình luận về việc Việt Nam chế tạo thành công nhiều loại tên lửa bằng nguồn lực trong nước. Những bước tiến chậm nhưng chắc chắn mở ra triển vọng gia nhập những quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Trên cơ sở phóng sự của truyền hình Quốc phòng Việt Nam về dự án phát triển tên lửa Made in Việt Nam, trang tin quân sự tiếng Nga vừa có bài bình luận về những bước tiến của công nghiệp quốc phòng nước ta và đánh giá việc Việt Nam chế tạo thành công nhiều loại tên lửa bằng nguồn lực trong nước để sớm gia nhập câu lạc bộ tên lửa thế giới. Theo đó, bất kỳ quốc gia nào tiềm lực tài chính đủ mạnh và ít bị tác động bởi các yếu tố chính trị thì đều có thể dễ dàng mua sắm một loại tên lửa có sẵn trên thị trường thế giới. Từ tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm, thậm chí cho tới cả tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, để sở hữu công nghệ chế tạo và sản xuất ra tên lửa lại là vấn đề hoàn toàn khác. Không phải cứ quốc gia nhiều tiền lắm của nào cũng có thể sở hữu được năng lực sản xuất này. Hiện nay, bí quyết công nghệ để chế tạo tên lửa đỉnh cao chỉ có một số ít quốc gia sở hữu được mà thôi. Có thể kể đến Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên và một số quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên, những công nghệ hàng đầu như vậy thường sẽ được quốc gia sở tại giữ bí mật tuyệt đối, rất hiếm khi chia sẻ, trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt. Nhưng thật ngạc nhiên, Việt Nam đang có những bước tiến thần kỳ để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc bằng chính nội lực của mình. Theo đó, một nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ thuộc Hiệp hội Vũ trụ Việt Nam cùng với Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã bắt tay vào nghiên cứu dự án VT-TLD-14-15. Mục đích của dự án là phát triển tên lửa Made in Việt Nam. Hiện giai đoạn phóng thử đã được tiến hành với mẫu tên lửa 3 tầng mang tên TV-01, độ cao phóng thử tới 4.000m và sẽ còn tiến cao hơn nữa. Tuy nhiên, giống như bất kỳ quốc gia nào khác, việc ứng dụng thành công tên lửa trong lĩnh vực dân sự có thể ứng dụng sang lĩnh vực quân sự và ngược lại. Việt Nam cũng vậy. Nguồn tin chỉ rõ rằng, vừa qua truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu hình ảnh ghi lại quá trình phóng thử nghiệm một tên lửa đẩy mà dường như được thiết kế cho nhiệm vụ chiến đấu. Phiên bản tên lửa được mang tên TV-02. Điều đó cho phép chúng ta có thể nói Việt Nam đang trên đà gia nhập câu lạc bộ tên lửa, nơi tụ hội các quốc gia tự chế tạo được vũ khí tên lửa. Công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam. Tuy vậy, với sự quyết tâm của các nhà khoa học tới từ nhiều đơn vị cả trong và ngoài quân đội, chúng ta đã có những thành tựu bước đầu đáng khích lệ. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều mẫu tên lửa Made in Việt Nam hiện đại được sử dụng trên thực tế, trên cơ sở những tên lửa mẫu thử nghiệm như hiện đại. Tất nhiên, để đến được lúc đó, cần phải có thêm thời gian, mọi thứ phải có cơ sở vững chắc, không thể đốt cháy giai đoạn. Tiến từng bước một, từng phiên bản một, nâng cấp dần tính năng và sức mạnh, đó mới là cách phát triển bền vững. Theo thông tin từ truyền hình Quốc phòng Việt Nam, tên lửa thử nghiệm TV-02 được thiết kế với 3 phương án, gồm một sơ đồ con vịt kiểu 1, sơ đồ con vịt kiểu 2 và sơ đồ truyền thống. Trong đó đều sử dụng kết cấu 2 tầng động cơ đẩy. Thông số kỹ thuật cụ thể của tên lửa TV-02 bao gồm tổng khối lượng 92 kg, khối lượng khoang chứa 12 kg, tổng chiều dài 4 m, đường kính thân tầng 1, tầng 2 là 235-120mm, trọng lượng phóng tầng 1, tầng 2 là 29 và 14,7 kg. Thời gian cháy tầng 1, tầng 2 là 2,8 và 4,6 giây. Lực đẩy tầng 1, tầng 2 là 19.300 và 5.950 Newton. Cần lưu ý rằng công nghệ tên lửa đẩy là loại công nghệ lưỡng dụng, có thể dùng để chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa bằng cách thay tầng công tác mang hộp vệ tinh bằng đầu đạn. Khi đó, đây sẽ là vũ khí mang tầm chiến lược. Ngoài ra còn có thể thấy rằng kết cấu của tên lửa với tầng đẩy khởi tốc và tầng mang động cơ hành trình với đầu đạn như trên rất giống với kết cấu của một loại tên lửa phòng không như 57E6 hay 9M311 của Nga chế tạo. Chính vì vậy, ngoài khả năng biến đổi thành tên lửa đạn đạo thì TV-02 còn có tiềm năng hoán cải thành tên lửa phòng không. Đây rõ ràng là một bước tiến mới rất đáng ghi nhận của chương trình tên lửa nội địa của Việt Nam. Các giai đoạn hoạt động của tên lửa TV-02 như sau. Vốn là một tên lửa có tầm bắn tối đa 25 km, độ cao 37 km. Sau khi đến độ cao nhất định của vụ thử, thiết bị bung dù để tiện cho việc thu hồi. Giai đoạn phóng, tên lửa được phóng theo phương thẳng đứng từ giá phóng có dây dẫn hướng. Góc phóng nằm trong giới hạn từ 82 độ đến 87 độ và được xác định phụ thuộc vào điều kiện của bài bắn. Giai đoạn tách tầng 1 và giữ chậm. Sau khi động cơ tầng 1 cháy hết, hệ thống điều khiển ra lệnh điểm hỏa tách tầng 1. Tên lửa tiếp tục bay lên dưới tác động của quán tính trong khoảng thời gian xác định. Thời gian giữ chậm được xác định thông qua việc tối ưu hóa độ cao bay lớn nhất có thể đạt được của tên lửa. Trong giai đoạn này,
Hệ thống điều khiển sẽ điều khiển để tên lửa bay lên, đạt góc lệch quỹ đạo so với phương ngang xấp xỉ 90 độ. Giai đoạn khởi động động cơ tầng 2, tăng tốc tên lửa, đến thời điểm xác định, hệ thống điều khiển ra lệnh khởi động động cơ tầng 2. Trong giai đoạn này, hệ thống điều khiển chủ yếu thực hiện chức năng ổn định quỹ đạo. Vận tốc tên lửa đạt giá trị lớn nhất, xấp xỉ gần 3 lần vận tốc âm thanh Mach 3. Giai đoạn bay đạn đạo và tách payload. Dưới tác động của quán tính, tên lửa chuyển động đạn đạo trong không gian đạt độ cao cần thiết. Đến thời điểm xác định trước theo chương trình hoạt động, hệ thống điều khiển thực hiện điểm hỏa cơ cấu tách payload. Các payload được đẩy ra ngoài không gian để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Hệ thống động cơ tên lửa bao gồm động cơ tầng 1 và động cơ tầng 2. Cả hai động cơ đều sử dụng nhiên liệu rắn RSE-HIMER. Hệ thống điện, điều khiển tên lửa nghiên cứu TV-02 bao gồm hệ thống kiểm tra tên lửa và điều khiển phóng, gọi tắt là trạm mặt đất và hệ thống điều khiển trên khoang tên lửa. Trạm mặt đất là hệ thống kiểm tra đạn tên lửa sau lắp ráp hoặc trước khi phóng và điều khiển chu trình phóng từ xa đối với tên lửa để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện dưới mặt đất. Nhiệm vụ cụ thể của hệ thống điều khiển trên khoang là đảm bảo trình tự khởi động động cơ tầng 1 phóng tên lửa, ổn định các góc của tên lửa trong suốt quá trình bay, điều khiển góc pitch, tên lửa từ góc phóng ban đầu tới góc mong muốn hướng tới điểm K cho trước trong không gian, ổn định quỹ đạo của tên lửa trong thời gian tới điểm K, xác định các thời điểm khởi động tầng 1, cắt tầng 1, khởi động tầng 2, tách payload và điều khiển kích hoạt các ngòi hỏa thuật tương ứng với các điểm nêu trên. Hệ thống điện điều khiển sau khi được thiết kế, chế tạo thành công đã trải qua các thử nghiệm môi trường như thử chịu quá tải, thử rung sóc với tần số cao, thử va đập để kiểm tra khả năng chịu tải và hoạt động của hệ thống. Hệ thống kết cấu thân cánh, cơ cấu tách tầng, tách payload có tác dụng liên kết các hệ thống thành phần của tên lửa để tạo thành một chỉnh thể về kết cấu, cố định payload trên khoang, thực hiện tách tầng tên lửa và tách payload theo chương trình điều khiển định trước. Kết cấu cánh ổn định tầng 1 có dạng cánh lưới. Đặc điểm nổi bật của cánh lưới là có khối lượng nhẹ, tăng độ ổn định tĩnh cho tên lửa. Kết cấu khoang chứa payload có cấu tạo đặc biệt dạng vỏ đỗ. Đến thời điểm thích hợp, khoang được tách thành hai phần và giải phóng payload. Để kiểm tra độ bền kết cấu và độ tin cậy hoạt động của hệ thống, đề tài đã thực hiện các thử nghiệm phân đoạn tách tầng, tách payload, thử nghiệm chịu quá tải. Sau khi chế tạo thành công, tên lửa nghiên cứu TV-02 đã được tiến hành thử nghiệm bắn bay tại trường bắn quốc gia khu vực 1, Lục Ngạn, Bắc Giang. Kết quả thử nghiệm cho thấy tên lửa nghiên cứu TV-02 hoạt động ổn định, đúng chức năng, theo đúng chương trình điều khiển đã xác lập trước. Các hệ thống thành phần của tên lửa hoạt động đúng chức năng, đảm bảo tính năng kỹ thuật. Có thể nói với TV-02 hiện tại mới là những bước đi đầu tiên, nhỏ bé so với các cường quốc về tên lửa, nhưng với đức tính cần cù, ham học hỏi cũng như đầy sáng tạo của con người Việt Nam, thì đây chính là một ngọn lửa nhỏ thổi bùng lên hy vọng trong tương lai của nền quốc phòng tự lực tự cường của Việt Nam ta. Cuối cùng, như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!